cắt, qua rồi đó. Chuẩn bị cảnh tiếp theo. Dai Dai, Cưng à, mặc đồ vào đi, ra kia uống chút cà phê, ấm người đã. Lý Tổng, anh thấy cảnh này được chưa? Cần chỉnh sửa gì không ạ? Đạo diễn, cho quay lại cảnh thứ 3 và 7 nhé. Được, được. Lý Tổng, anh đi từ từ nhé. Có gì cứ gọi tôi. Quay, 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 cứ quay đi quay lại. Có biết cảm giác màn hình là gì không? Có biết nghệ thuật là gì không? Từng làm đạo diễn chưa mà đòi quay lại. Nào, cho tôi xem lại cảnh đó đi. Dừng, dừng. Này, quay lại cảnh thứ 3 và 7 cho tôi. Nhanh, nhanh, bố trí lại hiện trường đi. Nhanh lên nào. May mà phát hiện, không thì lại bị khách hàng mắng cho. Chị Dai Dai, mấy người đó là ai thế? Đặc biệt là người đàn ông kia, kiêu căng ghê, chẳng thèm để ý đến đạo diễn. Đạo diễn thì có là gì, hắn là nhà sáng lập công ty quảng cáo nổi tiếng nhất đấy. Mở to mắt ra mà nhìn, người ta là ông lớn đấy, trong tay đầy khách hàng. Anh ta là sao sáng của giới quảng cáo, Lý Tước Triệt à? Thì ra là hắn à? Làm gì? Tôi sợ. Sợ gì chứ? Buông tay. Đi thôi. Không có ai, đi phía kia, nhìn. Đi đi đi. Không khóa. Không có ai cả. Chị Lạc Lạc, chị Lạc Lạc, gì vậy? Tôi mắc tiểu quá. Đợi chút. Trời ơi! Cô là ai? Sao vào đây được? Cô đang quay gì? Đưa máy ảnh cho tôi. Đưa đây.
Thế nào rồi? Đi mau. Nhanh lên. Tránh ra. Lý Tổng, chuyện hiện trường quảng cáo gần xong rồi. Được, tôi biết rồi. Sarah, gọi cho Ôn Hạo bác giúp tôi. Bảo anh ta liên hệ Kevin, Leo và Lucy bên Hai Bài, xác nhận báo cáo dữ liệu quảng cáo quý 3. Tôi muốn thấy báo cáo trước 3 giờ chiều nay. Được. Gọi cho Vincent nữa. Bảo anh ta xác nhận khung giờ quảng cáo quý 4 trên truyền hình. Còn có, hẹn giúp tôi gặp Vương Cần của truyền thông Phong Hoa. Tôi cần nói chuyện với anh ta về đại diện quảng cáo năm sau. À đúng rồi. Triển lãm thời trang gia nhân tối nay lúc cô đi thay tôi nhé. Nói lời xin lỗi Amanda giúp tôi. Nói rằng tối nay tôi có một bữa ăn rất quan trọng nên không đi được. Được. Còn gì nữa không? Lý Tổng, còn. Tối nay mọi việc sắp xếp ổn thỏa chưa? Tất cả đã xong. Anh cứ yên tâm. Chủ tịch, xin lỗi. Chúng tôi chỉ nhận được hành lý của tiểu thư, chứ không gặp cô ấy. Khi chúng tôi đến sân bay, chúng tôi đã đợi 2 tiếng, nhưng không thấy cô ấy ra. Chỉ nhận được hành lý từ hãng hàng không thôi. Tước Á, con về đến nhà chưa? Ba, con về rồi. Con sẽ về nhà ngay đây. Tốt, xe con đã nhận được chưa? Con lấy xe rồi. Ba yên tâm. Con ghé qua chỗ này trước rồi sẽ về ngay. Con đi đâu? Con đi gặp một người bạn. Công ty thuê xe phải không? Xe của tôi đâu? Nhậm tiểu thư, xe của cô là một chiếc xe màu trắng, đã đến rồi. Tôi thấy rồi, cảm ơn. Được, con về ngay đây. Được. Vâng ạ. Chờ tôi đến. Đợi một chút, văn phòng của Ngự Quyền ở. Anh đợi đã, tôi gọi điện thoại. Cô là ai? Đợi đã, tôi đang gọi điện thoại. Cô ơi, tôi sắp lái xe rồi. Cô có thể xuống xe được không? Tôi chẳng biết đi đâu. Anh lái xe gì vậy? Nhưng đây là xe của tôi mà. Đây là xe của anh. Anh không phải là người của công ty thuê xe sao? Không phải. Vậy là tôi lên nhầm xe rồi. Vậy phiền cô xuống xe. Cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi. Xin lỗi, anh vừa bận. Mau cho em địa chỉ của anh. Bây giờ em đến tìm anh. Được, anh nhắn tin cho em. Được, tạm biệt. Túi của mình đâu? Bác Tài, sao bác cứ đi rồi dừng vậy? Phía trước kẹt xe rồi. Kẹt xe thế thì quay đầu lại đi. Đây là đường một chiều, quay đầu không được. Thế phải làm sao? Lái xe phải cẩn thận đó. Nhìn xem, nguy hiểm quá. Phía trước bị tai nạn. Một lát nữa không đi được đâu. Chị Lạc Lạc, chị đi đâu vậy? Chị Lạc Lạc, lái xe phải cẩn thận đó. Nhìn xem, nguy hiểm quá.
Đã 10 giờ rưỡi rồi, Dư Nhan Lạc vẫn chưa về. Nếu vì cô ấy mà, để nhóm khác lên trang bìa. Trách nhiệm này cô ấy chịu được không? Tổng biên tập đợi thêm chút nữa, Nhan Lạc chắc đang trên đường về rồi. Đã đợi nửa tiếng rồi. Đợi thêm nửa tiếng nữa sao cô? Tổng biên tập đợi thêm chút đi, tôi thấy nội dung quan trọng hơn. Đúng vậy, thôi đừng nói nữa. Trang bìa kỳ này sẽ dùng. Khoan đã. Tổng biên tập Nhan Lạc về rồi. Tổng biên tập xin lỗi, tôi đến trễ. Dư Nhan Lạc, sao cô luôn đến? Cô đã đi đâu thế? Nhìn cái này là chị sẽ hiểu. Dư Nhan Lạc, bây giờ cô giỏi rồi. Đến họp bìa tạp chí mà cũng đến muộn. Cô tưởng cô là ai chứ? Đây là ảnh ở đâu thế? Tôi chụp được sáng nay đấy. Ngự Quyền nhận được tin mật nói rằng Chim Vui sử dụng thịt gà hỏng, ướp xong rồi làm gà rán. Chúng tôi lén vào đó và chụp được ngay. Tuyệt quá, dùng cái này làm bìa. Nhan Lạc, cô hãy đào sâu lịch sử phát triển và doanh thu hàng ngày nữa, đào hết cho tôi nhé. Tôi cho cô 5 trang, đủ không? Đủ, không vấn đề gì. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, ngày mai phải nộp bài, được không? Được. Tổng biên, thế còn chủ đề của chúng tôi thì sao? Các cô cứ làm mấy trang phụ bên trong là được. Được, mọi người còn câu hỏi gì không? Không ạ, thưa Tổng biên. Nếu không thì tan họp nhé. Cảm ơn Tổng biên. Tạm biệt Tổng biên. Nhan Lạc, lát nữa đến văn phòng tôi, nói về nội dung hôm nay nhé. Được không? Được. Nhan Lạc, làm tốt lắm, cố lên nhé. Cảm ơn nhé. Chị Lạc Lạc, giỏi quá. Sao vẫn chưa đi vậy? Chị Lệ Lệ, chị đang làm gì vậy? Tôi nghỉ việc rồi, nghỉ việc. Gì cơ? Chị Lệ Lệ, chị định nghỉ việc à? Chị Lệ, tôi nói thật nhé, Tổng biên là người ngoài lạnh trong ấm. Nếu có lời nào làm chị khó chịu, đừng để trong lòng nhé. Chúng tôi sẽ nói chuyện với chị ấy. Vài hôm nữa chị ấy quên ngay thôi, không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi tự muốn nghỉ việc, không liên quan gì đến Tổng biên cả. Tự nghỉ việc vì sao? Vì... tôi sắp kết hôn rồi. Sắp kết hôn à? Chúc mừng, chúc mừng. Sao không mời chúng tôi ăn kẹo cưới thế? Phải đấy, chúng ta làm cùng nhau bao lâu rồi? Chị còn không báo cho tôi biết. Chị Lệ Lệ, sao tôi chưa từng gặp bạn trai của chị nhỉ? Chị cưới chớp nhoáng à? Không có đâu. Mọi người cũng biết mà, quy định của tạp chí là kết hôn rồi thì không được làm phóng viên nữa. Thật ra, tôi đã đính hôn với chồng từ lâu rồi, nhưng vì không nỡ bỏ công việc yêu thích của mình nên tôi không nói với mọi người. Nhưng giờ thì không giấu được nữa rồi, vì tôi mang thai rồi. Mang thai à? Tuyệt quá. Nói nhỏ thôi. Bé bao nhiêu tháng rồi? Được 3 tháng rồi. Nhan Lạc, cô phải làm tốt nhé. Tôi rất tin tưởng cô. Tôi thì không được rồi, phải về nhà chăm con thôi. Chờ chút. Dư Nhan Lạc, sao cô còn chưa tới? Tổng biên. Được, được, được. Tôi qua đó chút, mọi người nói chuyện nhé. Chị Lệ Lệ, tôi giúp chị được dọn. Chủ biên, chị tìm tôi. Nhan Lạc à? Bình thường tôi đối xử với cô như thế nào? Chủ biên bình thường đối xử với tôi rất tốt. Rất tốt. Vậy cô xem chuyện Lệ Lệ thế nào? Tôi thấy quá đáng tiếc. Dù sao sự nghiệp của chị ấy bây giờ mới chỉ tiến bước kết hôn sinh con. Có chút tiếc nuối. Nói hay lắm. Uổng phí tôi bồi dưỡng cô ta lâu như vậy. Vào lúc quan trọng thế này. Vậy mà vì tình cảm nam nữ mà bỏ qua phía trước tốt đẹp như vậy. Nhan Lạc, cô sẽ không như Lệ Lệ thế chứ?
Không đâu. Lý tưởng từ nhỏ của tôi là một nhà phóng viên và có trách nhiệm. Bây giờ khó khăn lắm giấc mơ thành hiện thực. Tôi sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Tôi tuyệt đối không vì chuyện tình cảm mà từ bỏ sự nghiệp. Hay, nói hay lắm, quá tốt rồi, ngồi. Bây giờ tôi đem tất cả hy vọng, đặt hết lên người cô. Tôi. Mặc dù cô xuất thân nghèo kém, nhưng cũng coi như có cố gắng. Bây giờ thiếu nhân tài. Tôi chỉ đành chọn cô thôi. Chủ biên, chị có suy nghĩ người khác không? Nhan Lạc, nghiêm túc đi. Vâng. Bây giờ tình huống quan trọng, tôi cũng không sợ nói cho cô. Sang năm tôi phải di dân rồi. Sau khi di dân, vị trí chủ biên sẽ để trống. Tôi không hy vọng vị trí của tôi bị bộ phận khác giành. Cho nên, tôi cảm thấy bây giờ phải bồi dưỡng cô, cố gắng giúp cô ngồi lên. Vị trí chủ biên. Chủ biên, chị nói chị phải di dân. Chuyện này cũng nghiêm trọng quá. Dư Nhan Lạc, nghe lời thì nặng. Bây giờ trọng điểm là tôi phải giúp cô giành được vị trí chủ biên. Nếu không sau này nội dung chính của sổ tay cuộc sống không phải là ẩm thực nữa. Ẩm thực sẽ bị bộ phận khác chia cắt. Cô cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra đi. Không được, cái này sao có thể chứ? Vất vả lập nên bộ phận ẩm thực, không thể để nó biến mất. Cho nên, cô phải chiến đấu vì sự tồn vong của bộ phận ẩm thực. Dư Nhan Lạc, tôi nhất định sẽ cùng bộ phận ẩm thực tồn vong. Được, nào, ngồi đi. Nhưng mà, trừ việc tôi giới thiệu, cô phải lập công lớn cho tạp chí. Như vậy mới khiến người ta tâm phục khẩu phục, thuận lợi ngồi lên vị trí chủ biên. Biết không? Lập công lớn. Đương nhiên. Gì cơ? Lập công lớn á? Này, cầm lấy. Cô đó, chỉ cần thành công lấy được dự án này, cô có thể trở thành biên tập viên có thành tích tốt nhất trong năm nay. Lúc đó vị trí chủ biên cũng không còn xa nữa. Vâng, chủ biên, tôi sẽ cố gắng. Tốt. Nhưng tôi còn một điều kiện nữa. Điều kiện. Tôi nói cho cô biết, cô đừng giống như Lệ Lệ nhé. Làm được nửa đường thì đi kết hôn. Làm tôi phải tự lo hết mọi thứ, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, tôi chắc chắn sẽ không làm vậy đâu. Tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng cùng với phòng ẩm thực của chúng ta. Nghiêm Vũ Quyền. Giúp tôi thanh toán. Cảm ơn. Túi bị mất như thế nào vậy? Báo cảnh sát chưa? Chưa, tôi quên mất cả biển số xe rồi. Chắc là không tìm lại được đâu. Không được. Giấy tờ có ở trong túi có chứ? Để tôi giúp báo cảnh sát nhé. Không cần đâu, chị tôi sẽ lo việc này. Có nhớ tôi không? Có chứ. Đợi chút. Tôi khát nước, muốn uống nước. Bây giờ tôi đang làm việc. Hay là đợi tôi làm xong rồi chúng ta đi. Anh đang làm việc vậy tôi biết làm gì. Hay là thế này, cô đến tòa soạn của tôi ngồi một lát. Tôi sẽ giải quyết công việc nhanh chóng. Sau đó chúng ta có thể ra ngoài. Tòa soạn. Được thôi, dù sao tôi cũng chưa từng đến tòa soạn. Đi nào. Ở bên này. Bên này à? Đúng rồi. Tiểu Tiểu, bên này. Tòa soạn của các anh làm về loại tạp chí gì vậy? Tạp chí của chúng tôi là một cẩm nang cuộc sống. Đây là tạp chí hàng tuần. Nó có tất cả những thứ liên quan đến ăn mặc, ở và đi lại. Tôi ở bộ phận ẩm thực. Các bộ phận khác ở tầng khác. Tôi sẽ pha cà phê cho cô. Nghe cũng thú vị nhỉ. Nào Tiểu Tiểu. Tôi phải xử lý một chút công việc. Đợi chút rồi chúng ta có thể đi. Nhanh lên nhé. Biết rồi.
Vũ Quyền, anh có thấy báo cáo tuần của tôi không? Không có. Không có. Cô nghĩ xem để nó ở đâu. Cô gái này đây có phải là cô làm không? Cô cũng thích máy bay giấy hả? Đừng gấp nữa. Đây là báo cáo tuần của tôi. Quan trọng lắm sao? Tất nhiên là quan trọng rồi. Quan trọng thế sao lại để ở đây? Tôi... Cô ở phòng ban nào? Sao tôi chưa bao giờ gặp cô? Chị Lạc Lạc, cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy tên là Nhậm Tiểu Tiểu, bạn của cậu. Nhìn xem bạn của cậu đã làm gì này. Cậu nhặt hết mấy thứ này lên. Tiểu Tiểu, sao cô lại gấp báo cáo tuần của chị Lạc Lạc thành máy bay giấy thế? Sao tôi biết đó là báo cáo tuần? Mời vào. Hôm nay cô đẹp lắm. Cảm ơn Lý Tổng. Tìm tôi có việc gì? Buổi họp giao tiếp tại khách sạn Radisson. Đột ngột có thêm một công ty nữa. Công ty nào? Không phải công ty quảng cáo mà là một tòa soạn tạp chí. Tạp chí? Lạ vậy. Biết là tòa soạn nào không? Hiện tại vẫn chưa biết, nghe có vẻ bí ẩn. Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng giờ tôi phải đi. Ngày mai bàn tiếp. Được. Hôm nay chơi vui nhé. Anh cũng thế. Vũ Quyền giỏi thật, trốn rồi. Sáu giờ rưỡi rồi. Xong rồi lại muộn nữa rồi. Kệ thôi. Mời qua bên này. Ở đây. Đây. Lý tiên sinh, đã chuẩn bị đầy đủ theo lịch hẹn của anh rồi. Cảm ơn. Có việc gì anh cứ gọi tôi. Ông chủ, tôi muốn cái này. Cảm ơn ông chủ. Được, cẩn thận nóng đấy. Xin lỗi, tôi đang vội. Anh có thể đưa tôi đến số 660 đường Dân Sinh không? Cảm ơn anh.
Đi thôi. Cảm ơn anh. À này, tôi vẫn chưa biết nên gọi anh thế nào. Gọi tôi là Adam. Adam. À chào Adam, tôi là Dư Nhan Lạc. Đúng rồi, tôi nên trả anh bao nhiêu nhỉ? Cứ coi như tôi làm việc tốt mỗi ngày đi. Vậy thì ngại quá. Hay là thế này, đây là danh thiếp của tôi. Khi nào rảnh anh gọi tôi, tôi mời anh ăn cơm. Được. Nhất định nhé. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Nhớ gọi cho tôi nhé. Được rồi. Tạm biệt. Xin lỗi, em đến muộn. Lúc nãy em kẹt trên cầu vượt không di chuyển được đúng không? Sao anh biết? Lần nào cũng cùng một lý do. Không quan trọng là buổi sáng, chiều tối hay giữa đêm, chỉ cần có em là cầu vượt sẽ kẹt xe. Xin lỗi anh nhé, Tước Triệt, em thực sự bận quá nên quên mất. Đừng giận được không? Sao anh giận em được chứ? Sớm tức đến nôn ra máu mà chết rồi. Bụng đói chưa? Phục vụ. Nào. Phục vụ qua đây một chút. Cô cần gì không? Anh xem, tiệm của anh không phải Table steak là 250g đúng không? Sao của tôi chỉ có 200g? Lý tiên sinh mời dùng bữa. Phục vụ. Tiểu thư cần giúp gì không? Tôi nghe nói steak ở đây quảng cáo là loại to 250g đúng không? Nhưng anh xem, nhưng tôi vừa cân lại, rõ ràng chỉ có 200g. Tiểu thư, đây là do cắt tay nên chắc chắn có sai số. Thế sao không sai số thành 260g hoặc 270g nhỉ? Cái này. Tiên sinh, tôi muốn hỏi, anh nghĩ gì về việc steak thiếu cân? Không sao cả. Cho tôi mượn một chút. Tiên sinh, steak của ông cũng chỉ có 200g thôi. Tiểu thư, có thể trả lại bữa tối của tôi không? Nếu tôi là anh, tôi sẽ kiện họ. Phục vụ, tôi nghĩ anh nên gọi người quản lý ra đây.
giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi. Cô là phóng viên phải không? Đưa tôi cái máy ảnh đây. Đưa đây. Đừng tiến lại đây, tiến lại tôi ném đó. Nhanh chặn cô ấy lại. Nhanh lên. Tiểu thư cái này rất đắt đó. Tránh ra. Đừng ném. Tiểu thư đừng nóng. Đi với tôi. Đi thôi. Còn đứng đó làm gì? Cô ta là phóng viên. Anh còn nhớ không? Sau đó em mời anh ăn một bát phở bò, coi như bồi thường. Tất nhiên là nhớ rồi. 250g steak của anh đổi thành bát phở bò 25 tệ. Chỉ có 200g thôi. Em đã theo dõi quán đó rất lâu. Cuối cùng cũng bị em phanh phui. Đó là lần đầu tiên em tự hoàn thành bài báo. Phóng viên Dư của chúng ta thật giỏi. Lâu rồi không quay lại. Phải, cảm giác thế nào? Mọi thứ xung quanh thay đổi hết rồi, thật sao? Rượu đến rồi. Cạn ly, cạn ly. Mọi người cùng chào mừng ác ma Tiểu Tiểu về nước. Tôi mời mọi người uống rượu. Cạn ly. Nào nào cạn. Uống nhiều vào nhé. Về lúc nào thế? Vừa về không lâu. Trông cậu bây giờ không tồi, tôi rất vui cho cậu. Cảm ơn, tất cả là nhờ công của cậu. Không có gì, tôi chỉ là nói chuyện với cậu thôi mà. Leo thực sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, bây giờ tôi sẽ ra sao? Tôi cũng không biết nữa. Cậu nghĩ nhiều rồi, nếu không cậu đã chết từ lâu rồi. Hay là giờ tôi đưa cậu con dao, giúp cậu hoàn thành giấc mơ bao năm. Bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi đã hứa với Dĩnh Doanh rằng tôi sẽ sống thật tốt và sống cả phần của cô ấy nữa. Có vẻ như cậu đã vượt qua được bóng tối trong lòng mình rồi. Chúc mừng cậu. Thật ra ra nước ngoài lâu như vậy cũng nên vượt qua rồi. Lần này trở về, tôi phát hiện mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Điều bất ngờ nhất là cậu đã chuyển sang mở quán bar. Vì không còn thấy thú vị nữa nên tôi đổi nghề thôi. Không phải ngày nào cũng gặp được những vụ thách thức cao như cậu thế này. Thật ra cậu rất hợp với việc mở quán bar. Như vậy cậu không cần lo. Quanh mình không có cô gái xinh đẹp nào nữa. Nào. Phim hết rồi. Sao anh không gọi em dậy? Anh gọi em nhiều lần rồi. Mỗi lần gọi em đều lầm bầm, nói là nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai ngờ nghỉ ngơi đến lúc phim hết. Không được rồi, em phải mua thêm 2 vé nữa. Anh đi xem lại với em nhé. Lạc Lạc. Xin lỗi làm phiền mọi người chút. Hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của bạn gái tôi. Tôi hy vọng có thể giúp cô ấy nhận đủ 100 lời chúc mừng. Còn thiếu 55 lời chúc nữa. Hôm nay là sinh nhật 27 tuổi của bạn gái tôi Dư Nhan Lạc. Tôi hy vọng có thể giúp cô ấy nhận đủ 270 lời chúc mừng. Bây giờ còn thiếu 55 lời chúc nữa. Vậy nên tôi mong mọi người có thể giúp tôi hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người.
ước đi. Tôi hy vọng mãi mãi có thể ở bên Tước Triệt. Vậy hôm đó em đã ước gì? Không nói cho anh đâu. Sao mà keo kiệt vậy? Chị, Tiểu Tiểu em đâu rồi? Mẹ và chị lo lắng chết đi được. Em ở ngoài cửa, giúp em mở cửa với. Chờ chút. Chị, em nhớ chị chết mất thôi. Người em toàn mùi rượu. Để xem em giải thích với mẹ thế nào. Thế nên em mới về trễ thế này, để không gặp mẹ. Em còn dám nói, chiều nay chị và mẹ lo cho em muốn chết, bây giờ em càng ngày càng gan hơn nhỉ. Chị thôi đừng nói em nữa. Để tay em lại cho mẹ cầu nhau đi. Hành lý của em đâu? Trên lầu trong phòng em. Em mua rất nhiều quà cho chị và mẹ. Thật sao? Đi nào. Mẹ, con nhớ mẹ chết mất thôi. Con gái gì mà về nhà giữa đêm như thế, có ra gì không? Được rồi mẹ, Tiểu Tiểu biết sai rồi. Và sau này sẽ không dám nữa đúng không? Mẹ, nghỉ sớm đi mẹ. Trong bếp có canh đấy. Đói thì tự đi ăn. Vâng, mẹ ngủ sớm nhé. Mẹ ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm ạ. Chị chúng ta đi xem quà nào. Đi thôi. Nhìn bên kia kìa, đi nào. Giao cho anh, cố lên. Được rồi, để anh. Cố lên cái đó, cái đó ở giữa kìa. Ông chủ có thể lấy cái này không? Đúng rồi, cảm ơn. Không có gì. Nhìn bên kia kìa. Nào. Cái này giống anh lắm đấy. Không phải đâu. Mặt nhọn hoắt thế kia. Đi thôi. Bên đó đông người quá, chúng ta qua xem nào. Cô gái xem đồ trang sức đi, tất cả đều là làm thủ công. Tuy không phải đồ quý, nhưng đảm bảo mỗi món đều độc nhất vô nhị. Nhìn thử đi. Cái này đẹp quá. Đây là mẫu nước mắt tình yêu của chúng tôi, tượng trưng cho tình yêu trong sáng và duy nhất. Đeo cho anh xem nào. Anh định cầu hôn em sao? Dù gì em cũng đã đeo lên rồi mà. Không cần cầu nữa. Thế là không được rồi. Như vậy thì quá thiếu lãng mạn. Vậy thế nào mới được gọi là lãng mạn? Em muốn pháo hoa ngập trời. Còn phải có nhẫn kim cương thật to. Giống như trong phim thần tượng ấy. Đẹp quá.